Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Long Ebay Hôm nay mình mới gắn cái con IC IPT72330 Lên cho con Felix Và tiện đây thì làm cái video hướng dẫn các bạn cách gắn nó ờ, Hôm nay mình sẽ ngắn rút ngắn cái video này lại một chút Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái phần mình sẽ rút ngắn này Đây chính là cái phần đấu dây Phần đấu dây này thực ra nó rất là đơn giản Hoặc ở đây mình sẽ nói sơ qua Chứ mình không hướng dẫn chi tiết các bạn nhé Thì mình đã làm sẵn tất cả những cái dây này Và có cái bọc cái chống cháy bảo vệ như này rồi Đấy các bạn có thể thấy là việc cái việc cắm song song ấy thì các bạn chỉ cần vừa đâu là các bạn cắm đấy không cần phải biết về cái gì về kỹ thuật cả cứ vừa đâu cắm đấy các bạn thấy không đây là cái rắc mình làm sẵn này và đây là cái rắc zin ở trên xe thì các bạn thấy nó giống nhau đúng không cắm vào luôn được chưa sau đó là còn những cái đầu như thế này thì các bạn sẽ cắm sang cái ic zin đấy còn uh, những cái đầu ở trên xe đây cũng cắm luôn vào cái dây ở trên ic độ các bạn thấy không mình đã làm sẵn hết rồi nó rất là đơn giản thôi và mình sẽ bỏ qua cái công đoạn này và bây giờ mình sẽ chuyển sang cái công đoạn mà mình sẽ cố định cái IC này trên con xe Felix hoặc là Felix S. thì Đối với việc cố định của nó cũng khá là phức tạp bởi vì nó có cái ngoại hình lớn hơn cái IC ZIN và các cái lỗ ốc ấy nó sẽ khác. Nó không phù hợp với cái lỗ ốc mà có IC ZIN. Vì vậy là các bạn sẽ phải uh, thực hiện cố định nó lại để khi chúng ta di chuyển nó không bị uh, có cái tiếng lạch cạch như ở sau như này. Chưa. Bây giờ mình sẽ quay sơ qua một chút các bạn thấy ở trên này các bạn sẽ thấy nó có hai cái lỗ đúng không? Và hai cái lỗ này thì nó chỉ đúng được một cái lỗ ở đây. Ở đây nó có một cái lỗ này, các bạn sẽ căn nó vào đúng một cái lỗ ở trên cái uh, khung xe nó đã có sẵn rồi. Và khi các bạn mua cái phiên bản 72330 này, thì bên mình sẽ, có là các bạn mua để gắn cho phép lít ấy, thì bên mình sẽ tặng các bạn một con ốc inox um, 304 như thế này để các bạn sẽ gắn cố định nó vào đây và tiếp theo các bạn sẽ phải làm thêm một cái bước nữa là các bạn sẽ tháo giúp mình cái miếng nhựa ở dưới này ra đây chính là cái miếng nhựa này nó có bốn ốc này các bạn thấy đây một này hai này ba này bốn này các bạn tháo bốn ốc này ra và tiếp theo ở trên này nó có cái lẫy nhựa đây này ở trên cái điện thoại này có khả năng hơi khó nhìn mà cái lẫy nhựa này thì nó sẽ có ba cái Tuy nhiên là các bạn sẽ sẽ chỉ thể có thể tháo được hai cái ở phía trên này. Đây ở bên góc bên này cũng có một cái này. Cũng có một cái vị trí tương tự như thế. Các bạn sẽ lấy cái lấy cái túi vít nhé Đây. Mình có cái tô vít này, các bạn sẽ lấy một cái tô vít này, tô vít hai cạnh đi. Đấy, xong rồi các bạn sẽ đặt vào đây và gẩy cái lẫy này ra. Được chưa? Sau khi tháo bốn con ốc rồi, gẩy hai cái lẫy này ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ xuống cái này, các bạn cậy cái tấm này ra. Đấy khi cậy cái tấm này ra thì ở phía bên dưới này các bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ cái khung sắt như thế này và đây chính là cái lỗ mà các bạn sẽ cố định cái con ốc cái lốc ba vào đây thấy chưa các đấy, bạn căn cái ic cho nó chính xác vào đấy và các bạn cố định vào thì bây giờ mình sẽ thực hiện cố định nó vào rồi sau khi mình cố định thì nó sẽ như thế này đây các bạn thấy nó chỉ duy nhất có một con ốc ở đấy thôi và bây giờ sẽ các bạn sẽ phải làm bước tiếp theo đây chính là sử dụng những cái dây thít uh, loại lớn như thế này và thiết vào thì đặc biệt là khi các bạn mua cái con 72330 này mà dành cho Felix thì mình cũng sẽ tặng luôn các bạn hai cái dây thiết như này để về cố định những cái điểm này thì chắc chắn là không có xảy ra ở các cái đơn vị khác giờ mình sẽ thực hiện mình thích nó lại được rồi đây là mình đã luôn cái dây thiết qua đây cái dây, dây thiết này nó thoải mái luôn và nó dư luôn các bạn nhé thì mình đã tính hết rồi mình mình đã tặng cho các bạn về thì các bạn sẽ thiết vào đây nếu như các bạn cần thấy thiết một cái thì nó chắc chắn rồi thì ok thiết một cái thôi và để một cái để dự trữ hoặc là các bạn nếu mà muốn chắc chắn hơn thì phải thiết hai cái thì tiếp tục luồn qua cái lỗ ở đây và thiết nó sang bên này đấy như vậy là nó cố định được cái IC và các bạn đi thoải mái không có cái tiếng kêu lạch cạch nữa rồi đấy chính là cái các cái bước mà để cố định cái IC và mình đã hướng dẫn các bạn xong thì uh, mình sẽ kết thúc cái video ở đây nếu như các bạn uh, cần mua sản phẩm này có thể liên hệ bên mình và inbox qua, qua Zalo bên mình để mình sẽ tư vấn cho các bạn thì tùy theo từng cái dòng xe khác nhau